Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Vậy thì anh em nào đang lăn tăn muốn mua xe nào, muốn đi tránh nắng tránh mưa giá từ vài chục triệu đến 100 triệu rồi đến 500 triệu đồng, anh em quay đầu, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0326062789. Địa chỉ của em là cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng anh em nhé. Đến thì alo trực tiếp cho em. Đây thì em sẽ review một loạt xe vừa mới về. Chợ ô tô miền Bắc rất là nhiều xe anh em nhé. Em có hàng trăm chiếc xe khác nhau này, anh em nhìn thấy không? Bãi em rộng tầm 3.000 mét vuông thôi. Quy mô thì nói chung là lớn nhất gì cái miền Bắc này rồi. Địa chỉ uy tín cho tất cả các bác ở trong tất cả mọi miền Nam Bắc, anh em có thể qua đây xem trực tiếp xe bên em, cũng như là tin tưởng em thì em sẽ gửi xe ship toàn quốc cho anh em nhé. Số điện thoại 0326062789, rất nhiều mẫu xe vừa cập bến luôn. Đấy. Thì em sẽ quay một loạt những con vừa cập bến thì anh em có thể kịp theo dõi được cái con biển 19 này, Toyota Innova biển 19 này đời nào anh Thuận nhỉ? Đây đời nào nhỉ? 208 bản G xịn, biển 19 tên tư nhân Phú Thọ. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020, 318 triệu đồng anh em nhé. Xe gia đình không có taxi dịch vụ gì. Đây. Đẹp căng luôn. Thì không taxi thôi, còn cái dòng 7 chỗ này hầu như ông nào cũng đi dịch vụ tí mà. Nhà có khách thì chạy đấy anh em. Chứ đừng có nói là đi chơi. Em luôn luôn là người nói thẳng nói thật. Khẳng định với các bác đến với em không bao giờ mất lòng. Luôn luôn là nói chuẩn giá để anh em có thể vào việc được. Con này vừa về, con này ở đâu nhỉ? Anh ơi. Con Yên Bái này ở đâu nhỉ? Con này chắc vài chục triệu đồng thôi anh em. Về xe đi nắng đi mưa đây. Anh em chạy từ Yên Bái về đây thì anh em yên tâm rồi. Úi giời, có cả vây cá mập này. Rất là đẹp. Nội thất tươi mới nha. Con này phải hỏa tung nè. Khả năng là hỏa phát đây. Hỏa phát auto mua được con này giá bình dân này, về phục vụ mọi người đi canh Tết cho nó đỡ nắng đỡ mưa này. Đài nghe xe chạy anh em nhé. Vẫn chạy ok con này. Toyota Innova chuẩn bị lên sóng. Con này thì nói chung là cần một làm một số thứ nữa. Anh em nhìn thấy không? Cái mặt này nó mất cái mặt này. Nên nó vỡ cái này anh em thay hoặc là mới cho anh em. Ui sơn xi thì căng bóng lắm, sơn xi thì bóng lắm. Nhưng mà một số cái nó xấu xấu thì mọi người có thể này tút tát lại. Ui nhưng bên trong nội thất thì rất là đẹp, chưa có dọn dẹp gì, em cũng không quay qua. Quay qua đây không quay nhiều. Con này đời 2006 anh em ạ, tầm 280 mấy triệu thôi. Màu đen, Innova G xịn nhá. Ui biển kìa. 688 dã man. Sơn xi thì căng bóng rồi, còn cái này xuất sát này thì thay mới. Thay mới cho anh em nhìn cho nó đẹp. Nên ốp đèn ốp đung này thay mới đi. Nhìn cho nó cứng đẹp luôn này. Con này chỉ cần đập vào tầm 2 triệu đồng thôi anh em ạ. Đẹp như mới luôn. Đấy, những cái sơ số thì em có thay. Đây Super Salon Totora Crown 65 triệu đồng đây, bản 2.8 anh em. Hôm nay trời nắng em quay lại cho anh em xem. Rất rẻ. Giá đâu đó là 65 triệu đồng. Cực kỳ đẹp luôn. Nội thất thì tươi mới anh em nhìn này. Đấy. Màn hình cam đùi đầy đủ nhá. Hỏng cái nắp mới cho anh em. Lubira về Bắc miền Nam rồi. Dạ alo. Vâng em nghe đây. Xe gì anh ơi? Rất nhiều cái mẫu xe khác nhau anh em ơi. Vinagate em về có vài chiếc này. Vinagate về vài chiếc nhá. Toyota Vios đang giảm giá rẻ này, 345 triệu. Fiat Anbel 98 triệu. Vios 2010 189 triệu. Kia Morning 215 345 triệu. 300 bao nhiêu nhỉ? 345. 245 triệu anh em, 245 triệu. Ok, Kia Morning này mới về ở đâu đấy nhỉ? Con này của ai ấy nhỉ, đẹp nhỉ? 215 bao tiền? 245, hai con này cùng đời nhé. Con này màu đỏ đô, đỏ mận chín. 25. Giá 245 triệu. Hai con bằng tiền nhau. Đây con này cũng tầm 189 triệu đời 2010, nếu đời 2009 thì tầm 179 triệu thôi. Đây Vios đời 2011 biển 48 đây. Đắk Lông hay là Đắk Lắk gì đây em không nhớ. Con này đang kiểm tháng 12 năm 2020. Giá rẻ lắm anh em. 200 mấy này, không nhớ nữa. Anh ơi cái con siêu xe con màu trắng kia bao tiền? 50 triệu thôi nhỉ, cái con xa xa kia em quay vừa rồi đấy, 50 triệu anh em nhé. Đó, rất là nhiều mẫu xe. Đây Hyundai Starrex đời 2003 số sàn. Động cơ 2.4 máy dầu đây.
Con này tháng 3 năm 2020 mới hết đăng kiểm. Rẻ lắm, 165 triệu. 6 chỗ ngồi và 8 tạ đằng sau. Jolly đời 2005. Con này 127 triệu. Đúng nhỉ, 2005 không nhỉ? Đẹp. 2005 đăng ký 2006 các bạn, đăng kiểm tháng 4 năm 2020. 7 chỗ anh em nhé, Jolly đấy, Mitsubishi. Siêu xe Galant Mitsubishi 115 triệu. Đời 1998, đăng ký 1999. Đây, mấy con i10 này thì i10 này vào biển rồi, khách Vĩnh Bảo lấy rồi. Con i10 màu đỏ này có 278 triệu thôi, đời 2015 nhập khẩu Ấn Độ này. Kia Van đời 2011, đăng ký 2014. Biển Thái Nguyên, con này thì 2 chỗ ngồi, 214 triệu đồng. Ghét màu xanh biển Hà Nội 189 triệu. Spark bán rồi. i10 bản thiếu hay bản đủ đấy không biết, con này thì chắc đâu đó chỉ rơi vào tầm bản thiếu rồi. Con này thì 245 triệu thôi anh em ơi. Biển Quảng Ninh nhá, 245 triệu. Tiếp đó là Vios đời 2011 đây, 230 mấy triệu thôi, rất là rẻ. 200 đâu, con này 2011 đời 2011, đút hồ sơ rồi, 245 triệu. Vios màu trắng này đời 2013, 279 triệu. Biển miền Nam, Hải Phòng, tên tư nhân chính chủ. Đây, Ford Escape đẳng cấp nhất chợ, 292 triệu, đời 2008, số tự động, keo chỉ zin toàn xe, không mất một phần nào hết, cực kỳ đẹp trong tầm giá 292 triệu, đẳng cấp nhé anh em nhé. SUV hàng sang, XNS dẫn động cầu trước. Ford Laser 165 triệu, con này đời 2006, mang nguyên cái bộ gì của con Laser sang nhé. À, con Focus nhưng mang máy của con Laser sang. Con Ford Focus nhưng mà mang máy của Laser sang. Cực đẹp luôn, lốp đang xịt. Đấy. Captivan biển Hà Nội đây, con này thì 275 triệu. Chevrolet Vivan đời 2008, số tự động, con này 198 triệu. Con kia máy dầu bán rồi. Toyota Jay biển Hà Nội GL đời 2002. Con này anh em bán 148 triệu. Kia Carrera đời 2010. Màu vàng cát, con này bán gì nhỉ? 268 triệu. Con này là Vivan đời 2009, số sàn, rút hồ sơ rồi, 179 triệu thôi. Rất rẻ. GL xịn đời 2003. Con này xe gia đình chuẩn nhé anh em nhé. Nội thất tươi mới đẹp, cực đẹp luôn. Con này bán qua giá 185 triệu. Vios này vào miền Nam cho bác Nguyễn Toại rồi. Vios 2010 đời 2010 đây. Biển Hà Nội. Rất đẹp. Màn hình Android 10 triệu rồi. Bán có 248 triệu thôi. Gentra đời 2010. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp dã man, con này đẹp dã man nhé anh em nhé. Biển Thái Nguyên. Con này 185 triệu thôi. Bao rút hồ sơ. Con này Gentra đời 2009, con này biển 24 này bán 170 mấy triệu đấy anh em ạ. Không nhớ nữa. Hai con này 2009 này, 170 mấy triệu. Gentra đời 2008 này 158 triệu màu trắng ngọc trinh này, rất đẹp. Vios đời 2011, con này 200 bao nhiêu ấy? 245 hay 248 gì đó anh em. Đây Vios G 2014 này, con này 345 triệu. Lancetti kia khách cọc tiền rồi. Kia Carrera khách cọc tiền rồi. Còn rất là nhiều mẫu xe khác nhau anh em chưa quay hết được. Vậy thì anh em nào cảm thấy nó phù hợp với mình, alo em số điện thoại 0326062789. Khả năng ô tô địa chỉ là km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, ngay nối là bằng cao tốc Hải Phòng giám quốc lộ 10. Vậy thì anh em nào cảm thấy nó ok nên hẹn ngay với em. Đến đây thì alo trước em nhé, hỏi xem xe nào còn không thì đi nữa mất công. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Xin chào.